này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, hello, Happy xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay Happy sẽ chơi đồ đo nha mọi người. Nhưng mà đồ đo này là phiên bản bị lỗi nè mọi người thấy không? Mới vô là thấy cái mặt cười đứng đó đợi mình rồi. Chắc là nó cười đến cái gì nó mỏ nó méo luôn rồi nè. Mình quay qua đâu là nó quay heo luôn mọi người. Và mọi người ơi, cái đồ đo này là đồ pha ke. Và mới vô thì mấy bạn có thể thấy là mấy bạn có thể biết là cái này là pha ke luôn rồi, chứ không cần nói là cũng biết luôn. Ở giờ Happy sẽ chơi thử coi nó có khác gì đồ đo real không nha. Thì mới vô thì cái chỗ này nó chỉ có ba cái ghế với lại cái bàn thôi, với lại ba cái bí ngô. Trời, nó xịu luôn á mọi người, chứ đồ đo real là nó có rất là nhiều. Ủa? À, cái tướng ngồi dữ luôn rồi, mình nhìn mắc cười quá các bạn ơi. Nhìn khuyết tật quá à nè, cái chân của Happy này nó bị lè ra luôn. Thôi bây giờ mình không nói nhiều nữa và bây giờ chúng ta sẽ gọi là đi vô thôi. Đi vô cái này. À, cái này là cái hang máy. Qua cái hang máy là cái một cái phòng màu xanh. Ôi mọi người ơi, cái này là người ta lấy mật khẩu. Mật khẩu đây nè, mật khẩu là 5172. 5172. Enter. Để Happy chặn. Để Happy đứng trước mặt hơn. 5 nè, 172. Xong rồi bây giờ Happy sẽ gọi là đi qua nhấn nút Enter. Rồi Happy đi thôi. Đi qua bên đây nè mọi người ơi. Trời ơi cái cửa nè. Nhìn qua bên đây mới nhìn thôi là thấy cái ốc này ông độc lạ quá mọi người ơi, cái gì á? Oh hello. Ủa sao cái con này nhìn nó hài quá. À là bây giờ mình nó cho mình thời gian để mình chui vô tủ ha. Sao cái tủ nhìn, ủa cái tủ nó mở lạ quá ta. Cách nào để đóng cái tủ rồi ta? Rồi xong thôi, cái con nó đi luôn rồi, nó banh nhà lòng rồi mọi người ơi. Bây giờ là mình phải đi qua bên cái cánh cửa này. Bên cánh cửa này nó có cái gì đây? Ủa, ok, qua bên đây thì nó có cái tủ, ok, cũng là cái tủ nha mọi người. Rồi tiếp theo là bên đây. Sao nãy giờ cái cửa này nó mở hơi bị chậm luôn á mọi người. Bên cái phòng này nó có rất là nhiều tủ luôn. Còn bên đây thì, nó có nhiều bức hình quá nè. Bức hình của mấy con bộ xương với lại mấy cái chậu. Ờ, nó khác như đó đó mọi người. Với lại nó khác những cái căn phòng nữa nè. Ôi, con mắt nhìn độc lạ quá, nhìn độc lạ bình dương quá, nó hình tròn mọi người. Nhìn không ra con mắt luôn á, nhìn ra cái gì á. Rồi đi qua cánh cửa này là, là bây giờ chúng ta phải chạy khỏi những cái này á hả? Ủa mày có sợ quá mấy bạn ơi, lửa không à. Hồi mình ban vô đống lửa cái là mình banh nhà lòng luôn. Trời ơi chưa kịp thấy gì nữa. Ủa đây là để nó không cho mình biết là mình đang ở trên màn máy luôn. Sao cái cửa này nó mở lâu quá ta. Ok ok mở rồi nè. Ủa gì vậy? Ok vô. Ồ chưa gì hết, chúng ta đã gọi là vô cái căn phòng của cái con gì nè. Hình tròn. Hình tròn là số 2 hả? Ok, để hai bị xem rồi. Đi ra nè. Hình tròn là... Ủa? Hình tròn 1x2. Còn cái hình này là hình W bằng 2, ok. Rồi, Happy biết rồi, như là cái tấm ảnh này nè mọi người có thể thấy không? Là cái hình này nè. Là W á, số 2. Số 2 là... Ủa? Ủa, Happy thấy W số 2, số 3 ta. Ủa số 2 mà. Cái này là gì vậy? Ê cái con đó đó mọi người. Sao con này lạ vậy? Trời ơi ê. À mình chỉ mất máu hơi hên đó mọi người ơi. Làm giống gì mà nó kẹt lên hoài luôn kìa nó kìa mọi người ơi. Ê sao cái gì đây? Bộ xương, một đống xương nè. Sao cái con nó cứ làm gì hoài ta? Cái này mình không có lấy số rồi, mình chỉ gọi là bấm đại thôi. Ok, để bây giờ Happy vô đây, Happy bấm thử. What the hell. Mình phải bấm ở đây hả? 2 3 9 6 thử đi. Không, không được luôn, ôi giời. Happy đi tìm tiếp nha mọi người. Nãy là có hình W là số 2 nè, W. Còn bên đây là X. Còn bên đây là O. Ok, ủa? Ủa sao bên đó được hay quá. Ủa chui qua hả ba? Ok để bây giờ Happy nhìn lại nha. X là ủa gì? O là đi nhất nha mọi người. O là đi đầu tiên. Còn từ 1 2 3 4
Trời hiểu luôn rồi mọi người ơi. Cái này nhìn cái là mình easy luôn nè. Để em đi thử rồi. 1, 2, 3, 4. À hiểu rồi, cái nào đi trước, cái nào đi sau đúng không? Nè hình đó, hình tròn là đi trước, hình tròn là số 1. Hình tròn hả? Hình tròn là số 2 nè, hình tròn số 2. Hình, ôi da, để Happy làm cái này cho. Hình tròn là số 2 nè. Rồi, x là số mấy? X là số 3 nha mấy bạn ơi. Để Happy làm, để tí Happy nhớ lại nha mấy bạn. Tại vì thường thường là ba cái này á, làm nó sẽ rất là khó. X bằng 3 nè. O là 2 đi rồi. W là bằng 2 nha mọi người, ok. Ví dụ nè là bằng. Từ từ để Happy làm nha mấy bạn. Tại vì giờ cái này nó rất là khó luôn. Tại vì mấy lúc trước là Happy có chơi. Mà chơi gì ba cái màn mà nó khó kinh khủng luôn. Đi vô là nó không có mở cửa được luôn. Mình tìm được 1, 2, 3 rồi. Bây giờ mình chỉ cần tìm thêm một cái nữa thôi. Là hình gì đây? Hình quy, chữ quy á mọi người, chữ quờ. Nó cứ bị kẹt cái gì tức nhờ. Không còn nó cắm đầu vô đó rồi để cho mình đi á. Nhưng giờ mình đi á mấy bạn nó tốt quá à. Rồi xong đi qua bên đây là có một đống tủ. Ê giờ mới để ý là cái tủ này nó có màu. Thì ý là cuốn sách đó thêm một tầng này là màu xanh. Còn ở đây là màu đỏ, đây là màu nâu, màu xanh lá. Chứ lúc trước hay đi chơi là không có cái nào mà nó bằng. Chỉ là nó không có lộn xộn á mọi người. Ở bên đây chữ Q là số mấy vậy? Ủa sao nãy giờ không tìm được chữ W ta? Ủa cái gì vậy? Happy bay gì vậy? Banh nhà lòng luôn mọi người ơi. Ủa từ từ chữ O nè. Ủa sao thấy chữ Q? Hồi nãy Happy thấy chữ Q mà ta. Oh my god, chắc là nó ở đây. Ê, ủa lỏ cái gì? Hồi nãy Happy thấy chữ Q rồi đúng không? Tức là ba cái giống gì không? Chữ W rồi nè, chữ W trước. Xong rồi dấu X. Xong rồi chữ O nè. Ủa hai chữ W. Ủa là sao vậy? Ok, Happy hiểu rồi. Để bây giờ Happy lại cái tấm bảng Happy xem nè. Là O nè, xong rồi dấu X nè. Cái xong rồi cái chữ W. Rồi chữ W. Nhưng mà bây giờ là chúng ta chỉ có nhiêu đây thôi mọi người. Để em đi nhấn thử cho. 2 nè. 3. 2 rồi xong. Để em đi suy nghĩ ra chắc là nghĩ số 2 nữa. Rồi không phải luôn mấy bạn ơi. How? Ủa sao nãy Happy đi, Happy thấy chữ Q mà ta. Hôm nay nó lỗi. Oh my god. Buồn luôn, rồi giờ sao? Happy thấy hai chữ W rồi nè. W là đi đi thứ ba nè. Ủa thì đúng rồi mấy bạn. Chứ sao nữa. Rồi kia nhấn gì đó. Happy lại Happy relax luôn. Yeah. Nổ, ô bị kẹt gì vậy? Ok, vô nè. Vô blow. Rồi xong cũng không được luôn, nghĩa là nó bị gì không mấy bạn ơi. Happy nghĩ là nó sẽ là số 2 chứ ta. Và mấy bạn ơi, nãy giờ Happy mới suy nghĩ ra được là để bây giờ nè, là Happy có số 2, số 3, số 2 đúng không? Happy nghĩ đó là số 1 hoặc là số mấy đó. Ủa? Ủa sao mày nó đi qua được vậy? Oh my god, số 2, từ từ. Không mấy bạn ơi, bạn nó banh nhà lòng đi đâu luôn rồi. 2 nè, từ từ. 2 3 nè. Và 2 và 1. Ô, vậy nó bị gì vậy? 2, 3 2 0. Ủa, vậy nó bị gì vậy mọi người ơi? Tại vì nãy là hay bị tìm là không có thấy luôn rồi. Ủa như là sao? Chứ nãy giờ là Happy không có thấy cái tủ sách luôn á. Ủa cái con này đâu rồi? Happy thấy cái con này nó chỉ biết cắm đầu thôi mọi người. Nè thấy không? Nó bị gì nè. Cái nghiệp đúng không? Nó bị kẹt hả? Ok, mình mới giải cứu nó và nó đã... Nó lợi, nó oánh mình mọi người ơi.
Ơi trời ơi, sao cái con này nó không giữ quá, em mới dậy cứu nó à. Bạn Sam tiếng yêu luôn rồi. Rồi mọi người, Happy có cách nè. Bây giờ Happy sẽ thử từng số một nha mấy bạn. Đầu tiên là nè, đầu tiên là 2, 3, 2, 1. Không nha, không phải. 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 3. Trời ơi, đấu đại luôn mấy bạn. Quá là easy. Biển. Quá là dễ luôn. Ơi trời ơi, cái màn đó nãy á Happy thấy nó khó, nhưng mà bây giờ Happy thấy nó rất là dễ, easy luôn. Và bây giờ cái cửa đó là bị thay đổi. Oh my god, trời ơi, bây giờ chúng ta phải vượt qua những cái thứ này nữa hả, những cái đồ bốc cháy thấy ghê quá, nhưng mà không có con gì dí hết. Nhưng Happy vẫn sợ tại vì lửa mà nãy nhưng mà nó lây lên người mình là mình banh nhà lòng luôn. Lối thoát ở đây hả? Oh, giờ bây giờ mình phải làm sao? À, là bây giờ ấy, ủa sao cái này nó cứ bị kẹt cái gì á mọi người thấy không? Rồi xong, em ở cửa nhanh lên. À, rồi xong luôn mọi người ơi, tức thì chứ mở cửa rồi á. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi đò đò phiên bản lỗi. Happy ơi, đố Happy tìm được lá ở đâu không á? Happy đang bị giật điện nè. Lá chút, phải Happy biết lá đâu không? Thôi Happy không có đi tìm lá, giờ Happy đi ra. Ê, đợi đợi lá, để lá ơi. Lá đâu? Bần chen, bần chen, bần chen, bần bần chen. Thôi, lá ra. Ok. Happy đâu? Nè, bây giờ đó Happy sẽ cho các bạn nghe tiếng nhạc nha, lá đừng có đi vô nha. Thôi cái nhạc nghe, cái nhạc nghe nó bị gì lắm. Bần chen, bần chen. Chen 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 chen. Cái đèn này, vô đây là cái này. Nó không có gì hết. Bồn chen, bồn chen, bồn chen, bồn chen. Ồ, hình như là nữa mình phải chạy á Happy. Đúng rồi, có cái con quỷ đây. Gì mà nè, chạy đó. Chạy, 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 chạy. Chạy đi Happy ơi. Chen, trời xong đó ơi, Happy độc quỷ rồi, lá đợi Happy. Ok luôn. Lá nó ngoài lá ơi. Ở đây trúng hóa, nó đây nè. Ờ, thôi Happy đi xuống mọi người, cái nhạc giờ giờ lá đợi Happy nha. Ok lá luôn đó, đi đường này chắn nhanh, chạy vì nghe nhạc nó hơi slow. Đây đừng có đi trước nha Happy. Ủa lộn lộn, lá đừng có đi trước nha, đợi Happy đi. Ừ, lá lá đứng ngoài ngay cái chỗ mà chạy á, chạy xuống rồi nè. Bùn chen bùn chen bùn chen bùn bùn chen. Oh my god, thật là hơi sợ, nãy đi dắt cái giống gì á, đi không có được. Đi đi xong chưa? Xong chưa, sắp tới này, đợi đi. Rồi lá đâu? Ở đây, lá, ở đâu? Trong cái lá chạy rồi. Lá đi Happy. Nè, Happy thấy lá nè. Lá thấy Happy rồi nè. Lá đâu? Lá trong cái cửa nè. Đâu? Happy mở cửa, không thấy ai đâu. Rồi. Ủa Happy còn ở ngoài. Ở đây nè. Chạy chạy, đi vô, đi vô, vô tủ. Happy lá, đừng có quay ra ngoài, đừng có quay ra ngoài. Quay vô trong. Thấy không, cãi không à. Cái gì nhờ, đi quay vô trong, đi quay ra ngoài. Trời ơi, thất thiệt chứ. Để bắt đầu Happy ở đây nè. Đúng kiểu là đo thì mang lỗi luôn. Trời ơi, thấy chưa, nó mỏng luôn rồi. Vừa lắm. Đâu lá đâu? Đợi, đợi. Đi đâu? Đi qua cái không có nhạc đó. Lá đâu? Lá đây nè, lá dưới á. Đây là cái gì? Là dưới cái chỗ mà đừng điên 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 á. Ờ, là cái gì? Ở ngay cái chỗ mà nãy mình mới vô á. Ờ, chẳng có vô đó, đợi Happy đó đâu. Ờ, chẳng mới vô nè. Sao đâu thấy Happy đâu? Happy cũng đâu thấy lá, chỗ mới vô luôn á, chỗ mình bắt đầu mình đi vô cái hàng máy luôn á. Ừ. Đấy là cái hạp đỏ bà nội, chứ không phải là cái chỗ văn phòng. Ờ, là cái hạp vô. Nè, lá đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Xuống đây nè. Chơi. Giờ mình ra, giờ mình ra bên ngoài. Đúng chỗ văn phòng rồi nè, lá đâu?
Đợi giờ để lá thì lá sẽ ra ngoài nha. Giờ em đi ra bên ngoài đi. Ok. Ôi lá đứng ở gì lộn. Happy đứng ở ngay sảnh, Happy đợi nè. Ở cái sảnh đó, trong cái sảnh á, cho nó nhanh. Sao? Ok. Chọn cái đường kia cho nó nhanh. Ok. Đợi lá xíu đi. Rồi để lá ra ngoài. Chọn cái đường mà đừng có nhạt á cho nó nhanh nha. Không Happy đi, Happy bỏ lá luôn giờ. Happy đi cho. Happy xuống đây luôn rồi nè. Ôi vậy được à. Nhanh đi đó ơi. Rồi đây. Happy mới dẫn khách đi chơi á. Dẫn khách đi rồi. It's bad. Dẫn khách đi mài răng. Cái gì vậy? Tụi mình mấy bạn ơi, tụi mình đã đóng tiền mài răng rồi, tụi mình chuyển qua mài gót chân rồi nha mọi người. Nên mọi người mình chạy đi nha. Nên mọi người có mài răng á thì mọi người hãy đi mài gót chân nha, đừng có mài răng nữa. Ê! Đi chạy ơi. Tần 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 đi đi nhanh lên cho nó lọt khe. Rồi lọt khe té. Ủa, con này đi lỏm hả? Không, Happy nói cái câu sinh vật lạ. Đừng buồn chín, buồn chín chưa? Gì vậy? Ở đây nè, lá đây. Ủa, bị vậy? Buồn chín, buồn chín. Hello. Ê. Ủa, cái chân nó quặt dữ hả? Giao tổ. Phải lá. Lá lấy vô tủ rồi mà coi vô. Tại lá không quay mặt vô trong, lá đi quay mặt chưa ra cái cửa. Ủa, lấy quay mặt vô cái tủ mà. Không phải, không phải, để Happy chỉ cho. Happy lại cái tủ, Happy chỉ cho. Lá quay mặt vô nè. Cái góc tủ nè, lá phải quay vô đây luôn nè. Đợi cho mình đóng. Lá phải đợi cho đóng lại. Tự lên đi ra. Lá cũng vậy mà. Tại lá e như lá nhấn cặp cặp á nên nó mới bị á. Kệ nó mày đùng. Lá mà răng nhiều quá xong nó bị vậy. Tụi mình cắt tỉa mày găng rồi đó ơi. Giờ mình phải đi bùng chín. Ờ giờ mình lọc tỉa mày gót chân. Giờ bùng chín lẹ. Ôi sập lòng quá đừng có hát nữa. Để xin lọt khe. Lọt khe kìa lá. Ủa lọt khe hả? Lọt khe ha. Bùng chín, bùng chín. Bùng chín, bùng chín. Coi tí lá. Nè để Happy đi bên đây cho. Ôi hồi mới cửa đóng lại kịp. Đi đi đi. Thấy không, lá quay mặt vô trong mình lá có bị gì đâu. Ôi sao cái này. Ép mày. Ờ không gì. Ép vô cái tủ quá. Ờ do cái do lá quay vô trong nó nè. Tới đây. Nhanh 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 lá. Nhanh có mấy cái bạn kia mở cửa kìa. Nè thấy bây giờ. 1, 2, 3, 9, 2. Không phải luôn. Ủa hồi nãy Happy thấy gì mà trời ơi. Người tôi mà khổng á. Bùng chín, bùng chín. Người hay bị bùng chín, bùng chín chưa. Im cái. Nè 3, 8, ủa gì 9, 4, 2, được. Không phải luôn. Người ơi hay bị bùng chín, bùng chín. Thôi lá. Đừng. Đừng coi lá pháo mọi người. Hay bị bùng chín, bùng chín. Ủa sập lông rồi hát cái gì đúng không. Hình quá, nó không chỉ Happy. Hình nó bùng chín. Hình vuông. Hình. Ủa ở đâu vậy Happy? Đây nè, đây nè, nó không có đảo hình giống là đo bình thường. Nên hơi khó một tí. Bùng chen, bùng chen, bùng chen, bùng bùng chen. Happy tìm được mình. Nhưng mà nó không có lấy được, làm cách nào để lấy? Không, cái này mình nhớ số trong đầu mình á. Trời ơi, tôi chịu nổi không? Khó chịu vậy. Khó lắm. Phải khó lắm. Ờ, hình như là vậy đó, xong rồi số 9. Không phải là bùng chín, bùng chín. Ơi sợ quá. Dịch đó, dịch khuyết tật vãi. Bùng chín, bùng chín, bùng riêng. Bùng chín, bùng chín. Ê, cái này mình không cần ngồi xuống luôn á lá. Mình đi vòng vòng, mình có thể bước quá. Nó bùng chín, bùng chín. Ờ, đi với Happy nữa, thôi lấy đâu rồi. Lấy xong luôn Happy nè. Lấy đâu rồi lá. Bùng chín, bùng chín. Lấy ở trong cái chỗ này nè. Đi. Lấy mấy mật khẩu. 8, 7, 5, 6, 4, 3, 3. Tức mày chơi đứa đứa sau lưng rồi. 9, đừng. Mất nết à. Tìm số, lá đi tìm số coi. Nhìn nó kìa.
Đi tìm số, coi lá thì không đi tìm số, chắc mọi người không đi tìm phụ mà luôn. Lá đâu biết lá gì. Lá kỳ cục quá, đi chung nè. Đây. Hình như lá nhớ là mỗi người một số mà. Hay không, cái này nó khác. Đi. À! Đi, thì em đi, lá đi theo. Đây. Ôi, em đi đây. Bùng chinh thấy nó kìa, cục đâu, màu đâu? Màu đỏ à! Đỏ kìa, đâu cục màu vàng khè, màu đỏ mà con màu xanh lè kệ lên nó mày gót chân á, thi đằng đâu nó mày găng á, lúc trước á tiệm của mình mày nó mày gót gót chân quay má ơi, nó đợi đó kìa, đợi đó đi mày gót chân. Để lấy lá nhập mật khẩu nha. Ờ, à, lấy nhập đi. Ok. Thật quá, thật quá. Bần trang. Ê, sợ nó quay mặt rồi, cái độc vị quá à. Happy ơi. Đang dí Happy nè. Bần trang mừng. Mẹ nó dí ơi. Chưa, giờ cái này khó rồi. 9, 3 nè, đơn 3, 9 nè. 2, xong rồi nãy là số 8. 8, 4 7 Ender. Không được. Đi tìm số này, số 8 nè, có số 8, số 4 luôn. Trời ơi, ghê nha. Đợi lát. Thấy ghê quá rồi lát. Tới đâu rồi? Nổ đi số lại. Happy sẽ chơi chụp hình lại và Happy sẽ nhớ. Chán thì chứ cái này nó không có lưu trữ trong đầu mình được. Tại vì đúng rồi. Ôi ghê. Nè bây giờ hãy đọc cho lá ghi vô Ok. Số 9. Em đi ơi, lá không có. Ghi trên phần chat đó lá, số 9, số 2. Số, thêm một số 9 nữa. Số 9, 2, 9. Thêm số 3. Gì nữa? Một số 8. Với một số 4 nữa. Ok. Rồi để hãy đi tìm coi cái nào là hình mấy cái hình tam giác ha. Ok luôn. Vì là hay bị đọc sẽ chữ. Lá ơi, lá clo hết đi nha. Lá okay. Đi. Lá đi là cái cái tờ giấy á, lá đọc cho Happy lá. Lá không có. Lá đi là lên. Cái tờ giấy ơi. Giờ lá nhà mật khẩu nha. Lá đi là cái tờ giấy rồi. Giờ lá đọc cho Happy nè. 37. 37 37 cái gì nữa? 555 alo. 3753. 3753. 9. Rồi á. Không được. Happy kêu lá đi lại tờ giấy đó, lá cho Happy biết đi để Happy ghi vô. Ok, vậy đi ra để lá đi nè. Xong rồi lá đọc vô cái hình nào là hình đầu tiên. Nó đang ở đó kìa. Từ từ lá. Rồi lá đi xuống đi nhầm đi lá. Để Happy nhìn. Có gì Happy đọc nguyên cái bảng nó lên cho Happy nha. Đọc cái số 1 á. Coi cái hình đầu tiên là cái hình số mấy á. Số 1 là hình vuông. Hình vuông hồi nãy đi tìm hình vuông cái. Lá đợi Happy nha, hình vuông là số mấy ta. Hình vuông số nào. À! Rồi xong luôn đó ơi. Rồi xong luôn mọi người, đột quỵ rồi. Vì sao? Giờ lá đợi Happy nha. Ok mọi người, thì bây giờ Happy với lá sẽ phối hợp với nhau. Lá sẽ đi tìm mấy cái hình lá đọc cho Happy nha. Rồi đập đi tìm gì vòng. Cái hình giống hình vuông mà méo méo là số 2. Rồi nữa. Đây là địa chỉ. Hình ngôi sao là số 9. Ngôi sao số 9. Ừ. Nhưng mà lá có biết cái nào là đi đầu, cái nào là đi cuối không? Cái đầu là hình vuông. Cái thứ hai là hình năm góc là Ok mọi người, thì bây giờ Happy với lá đã tụ tập lại với nhau rồi. Bây giờ Happy với lá sẽ gọi là đi theo nó, coi nó làm gì nè mọi người. Giữ đèn chỉ đồ cho bạn nó lá thôi, đi theo nó đi. Ôi vãi, tội nghiệp lắm rồi mọi người ơi. Cái con này chân nó dài quá. Ủa Happy đâu? Happy độc vĩ rồi, lá đâu rồi lá? Chúng ta chơi đò pha kè. Đi qua bên đây nè lá, qua bên đây cho nó nhanh. Rồi bùng. Đùng. Em biết cái này á, cái này lá với Happy là lộn. Lá ghiền cho đồ đo quá nên đi rủ lá vô đây. Lá thấy Happy hay không?
hay chứ. Nhìn lá khuyết tật quá à. Lá nhìn Happy có 27 gì không? Nhìn Happy hơi lùng thôi. Gì kỳ vậy? Ảo rồi đó. Nhìn Happy lùng lắm. Ủa sao skin của lá nhìn cao dữ vậy? Lá nhìn Happy lùng lắm. Thiệt chứ mà sao, sao Happy nhìn skin của lá hay thấy cao quá à? Kìa kìa mày nó quá cao luôn. Cô bất tiền mà. Cái mẹ nó nhìn bất cười quá. Nhìn cái mặt nó như xương khớp quá à. Kìa trời. Cái mặt của mày nó kìa. Chắc bạn nó mới đi phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Chắc bạn nó mới mài răng của tiệm mình á. Ừ đúng. Mày mày nú. Ừ đúng rồi mày nú mày mà. Để Happy kể cho mấy bạn nghe nha. Lúc trước á Happy với lá có đi chơi á, cái xong Happy với lá đi ăn á mọi người. Ăn sao mà Happy vô Happy cũng găng luôn mọi người. Happy mẻ găng luôn. Rồi sao bây giờ mình đi đâu nữa lá? Kệ đi vô nữa kìa, con kia xuất hiện tông lá cây đồn. Ăn không ủi. Ôi hết rồi lá. Tại nó phát đây. Sáng lên cho nó quăng á. Không. Con quỷ con quái thai nào vậy trời. Ủa cái này nó phải trong đó đâu. Bạn lá hả? Không đâu đó nhưng mà cái bạn bị lỗi với lá. Biết đó là ai không? Bạn lá đúng không? Bạn lá đi vô mày găng đúng không? Cái yeah. Cái nhạc nó buồn. Đâu để Happy cái đó là. Ai? Happy biết sao không? Hồi đó lá mài răng cái bạn đó mà bạn đó bị mất nú á. Sao mày lá mài được xong rồi bạn đó tức quá bạn đó. Bạn đó giờ bạn đó hết chơi Happy luôn xong rồi bạn đó đi trả thù á. Thì giờ đi nghỉ chơi lá mà. Lúc trước á lá đi mài ngón chân cho em bé kìa. Lá đi mài sao nó còn bốn ngón chân luôn. Ai đó nhớ rồi cái bạn đó là mẹ của em bé á. Ờ chắc vậy. Xong rồi ba trả thù lá. Rồi xong cái cánh cửa khiến này đi qua bên đây là cái thêm một cái cánh cửa. Có thấy có thấy Happy cao không? Thấy không? Có thấy Happy rất là luôn. Ôi lá quá trời cao luôn, lá có 1m4 mà. Cái gì đó nổ. Gì đó lò nữa. Đi cà chua Happy. Lá có cái gì vậy? À cái này mình đi nhập gì nè. Happy đột quỵ, lá ơi lá đâu rồi? Nhưng cuộc sống xưa lâu rồi vớ trong bóng ma. Nơi đâu cười như đàn ngồi ghé thăm trái tim mà lòng ghé đi mày đàn gầy thì tâm tư luôn nhìn. Ok mọi người thì hồi nãy á bây giờ lá cũng đã xuống chơi với Happy rồi nè đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô đây nè lá ơi. Bằng quá. Mọi người biết sao không? Nãy Happy với lá đi xong rồi bị cái ông kia ổng làm cho Happy với lá ngọng của tỏi á. Ờ đúng rồi. Sao giờ tụi mình phải ở đây? Mọi người ơi, hiện tại là bên tiệm mà răng của tụi mình đó có một sản phẩm tên là chè dưỡng da. Chè. Nó có vị cà chua rất là ngon. Mà ăn ớt kìa, ăn ớt. Ăn ớt bị mặt lỗi. Trời, Happy em lặp đi. Để lá quảng cáo cho mọi người. Nãy giờ mình đi được 42 phút. Ồ, 42 giây rồi nè. Đúng rồi, 42 phút là gần tiếng luôn Happy. Mình mới đi được có 40 mấy giây à. Rồi, gần 1 phút giây, gần 1 phút rồi. Vì ai vô ô vô ai thì vô si 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 si. Vô ai ly xa ly hâu. Lá đâu rồi, lá đâu rồi. Lá xong luôn Happy nè. Vô ai ly xa ly hâu. Hay lá muốn mày găng quá, nó lợi nó mày găng cho lá. Vô thử cho lá. Kìa con giống cái game event quá à. Đúng không lá, nhìn giống không? Đúng rồi. Úi trời ơi, lá sợ à. Mình đi được 1 phút rồi á. À, 1 phút 27 giây. Sao lá biết rồi, lá đi được giống Happy luôn hả? Lá đi trước Happy nha. Happy đi được 1 phút 34. Ủa gì? Lá được 1 phút 41 rồi. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48. Á, pin chứ liền. Wow, chứ sợ pin chứ liền. Ôi, nhìn ông nó khuyết tật quá la ơi. Giờ mình phải giải Happy đi tìm khối đi để lấy nhà mật khẩu cho. Ok. Cái đầu tiên là số nào? Không biết sao. À, ông này ông nói Happy Chili hết ta. Ông như ông này là ông me me. Ôi nhìn giống ông Happy Chili lắm mùa. Ai gõ cửa lá kìa. Thôi Happy leo lên đây, Happy tắt cái tiếng quá. Tại vì không nghe tiếng ông nói Happy Chili. Ông Happy Chili hả? Đó rồi, color the... Đi nè, đi qua bên đây tìm số làm gì đó, đi.
Đi tìm số làm gì? Ủa đi rồi. Ủa đâu có được đâu. Ủa sao em đi được? Đi quay lại thôi. Nè em đi xin cửa luôn nè. Bi hát rồi. Ẩu rồi đó. La ẩu rồi đó mấy bạn ơi. Happy cũng biết là Happy có. Rồi la đi nè, đi vô. Nó không có đi được. Để Happy tìm số cho nha. Ok. Số 1 là màu xanh lá lá. Màu xanh lá lá nhấn lá lợi. Nha. Đợi lá xíu. Để lá xì chát lên đây để lá nhớ nè. Blue là 3. Màu xanh lá là số mấy? Số 1. Tức là lá phải làm theo thứ tự á. Xanh lá số 1 rồi sao nữa? Rồi cái gì nữa? Xong rồi à. Từ từ nha, để hai bên. Vàng là như là vàng số 5. Chắc vậy. Vàng 5. Vàng 5, ừ. Vàng 5. Vàng lo là cái gì? Còn màu đỏ nữa. Lá đi tìm màu đỏ đi. Ok. Trời mấy bạn này thấy Happy chạy ra chạy vô, tưởng Happy hát hay gì à. Đi mở cửa nhanh đi lá ơi. Không Happy ai... ơi, Happy ghi cho lá là màu đỏ là số 7 đi. Rồi lá ơi, lá đi, lá đâu rồi? Rồi lá xíu đi, lá phải nhập nè. Ê lá xong rồi. Hay dạ. Đi. Ủa sao Happy đi vô được mà Happy không cần nhập mật khẩu à? À để lá nhấn mật khẩu cho mấy bạn đó. 5, 7. Rồi, ok đi thôi. Lá tốt bụng quá mọi người ơi. Đi ai quá. Ôi da. Mấy bạn đó làm gì mà cái tủ sập hết trơn vậy trời. Ôi Bi ơi. Đi lộn rồi. Ê gì bị chặn ra phải rồi. Ô trông bạc. Ở sao mấy chỗ không có tủ nè. Hả? Nãy giờ tụi mình đi 5 phút rồi đó. Ê lá ơi, Happy chạy vô chị tủ. Happy hát hay gì á mà Happy đi á, Happy cái thấy cái tủ. Ờ thấy mấy cái cửa nó không có cái cửa. Ủa lộn, cái đường này nó không có cái cửa. Nè với cái đường này nè không có cái cửa, có con mắt nè. Chưa kịp vô nó Happy biết luôn rồi. Còn bên đó là tủ không à. Thấy không? Ủa sao? Chắc là Happy bị lỗi á. Hết rồi. Trời ơi, lá cứ tưởng là mình bị bắt rồi á. Happy nghĩ là. Ủa cái chỗ này nhìn quen quá à. Thì giống cái chỗ hồi nãy á. Đúng rồi, giống chỗ hồi nãy tụi mình đi nè. Happy dự đoán trước được tương lai ấy. Xời. Tí lá đang đi, lá chắp té, lá gục gã lên đầu. Vô đây, vô. Ê nó vô rồi nè. Nhìn mấy con, nó nhìn này. Ủa nhìn con chỗ. Con chỗ. Nhìn mấy con là mau. Ơ các bạn của Happy vô mài răng, tìm Happy mài răng kìa. Lô ai vậy trời, lô lá đó. Bạn nói lô lá. Bạn lá rồi, mày bé đó. Không, đang tìm Happy đi mài răng đó. Chắc vậy á. Ê cái gì nó kìa. Nó tìm Happy. Không, mày nói tìm Happy đi mài răng á. Thôi Happy không có mài răng, Happy không có. Nó xanh rồi tiếng vàng gì nữa. Ôi so cool. Happy không có nhu cầu. Ơ đẹp quá à. Happy không có nhu cầu đi mài răng nha mọi người. Ở trong đây tối tăm quá à. Ủa Happy thấy sáng rực luôn á. Rồi hả? Happy thấy sáng chân luôn á. Không, hồi nãy á. Ờ, hồi nãy Happy lại kia, Happy vẫn có thấy sáng mà. Ủa cái tủ này đẹp quá à. Đi vô đây. À. Đâu rồi, đó té hả? Không, nó chưa. À, con chó. Ôi tính ra nó không biết gì luôn á, nó tự chui đại vô cái tủ mà hơn quá. Con cày. À con chó trong cái game hồi đó mình chơi ấy bì. Ờ cái game hồi đó là nó kiểu như là nó sao ta nó hot luôn á, nó hot là cái con nó đã đột nhập vô nhà mình, cái con nó đã gọi mình. Ờ kiểu gọi anh đồng lâm hòa ra không nó là mình hòa trời ơi nó đi mình bày đó ơi. Nó cứ giấy mình rồi hết hồn quá à. Mình cứ tưởng là mình bị bắt hay sao á. Con nó cứ bị gì á, nó hù mấy người bị yếu tim á, hù như ta đứng tim chết á. Trời ơi, mà nhìn nó mắc cười quá hả? Nhìn tiêu chảy. Nhìn lá khuyết tật quá đó ơi, sao lá chạy chậm mà. Ủa hình như nó rụt quậy vậy mà. Nó bay đâu rồi. Ôi sao con này nó dí mình quậy lắm. Đúng rồi, nó tính là mình đâu có làm gì. Ờ đi vô đi vô đi vô đi vô đi vô. Vô vô vô. Con gì á? À con này là lá. Rồi xong bay. À con rồi. Con ở trong cái zombie gì đó. Ừ. Ờ, trời nó tuổi thơ luôn á lá. Ủa sao nãy giờ mình đi toàn cửa mà không có gặp gì hết ta? Hình như là một tí mới có lá.
là tụi mình cứ lặp lại mấy cái phòng này vậy à. Kìa thấy không, Happy nói rồi nè, màu trắng tinh luôn. Yeah, the end, win. Thắng rồi nè. Ủa gì win vậy, nhanh vậy. Happy chắc là nghĩ vậy á. Chúng ta tới chỗ rồi. Ok, gặp lại 9 phút nha mọi người. Lá thấy vui không lá? Không. Thôi hỏi không. Lá cũng như không à. Và mấy bạn ơi, ngày hôm nay Happy với Lá đã trốn thoát khỏi cái khu vật không chính có phục. Khu vật và mình đã chinh phục được. Chinh phục được cái đò đo chắc vậy á. Nhưng mà cái này đò đo phiên bản gì á, sao nó leo đây được á? Lá đâu biết đâu, Lá ngồi xuống á. Lá lá vậy nè, mở cửa đi mấy bạn ơi. Nhìn này bay nè Lá. Ủa là cái cửa này chi vậy trời? Người ta bị lắc. Đi đi đi. Đi đi đi. Please. 2 nè, 2, 4, 5, 5 người rồi Lá, có đi có 5 người rồi Lá bị gì. Ê. Lá bấm lộn chui vô tủ. Hello. Lá đi nhanh lên đi, mấy bạn thì đợi Lá thì mày găng nè. Trời ơi, nó đứng đi trước mặt Happy Lá ơi. Ê, ơi, nó kìa. Nó bị gì á? Happy làm gì? Happy thấy cái Lá của Happy không? Lá nó gọi nó đi trốn đi. Em đi kêu Lá đi trốn đi ra. Ủa Lá ở trong cái tủ mà Lá bị cái gì nè? Lá bị cái gì vậy? Em thấy cái chân của Lá nè. Lắc lư quá à. Em thấy cái chân của Lá đây nè. Em thấy cái chân của Lá đây nè. Lá đang quay cuồng đúng không? Không, Lá thấy cái chân của Lá đây nè. Ủa Lá đâu vậy? Lá bị lõi rồi. Tội nghiệp Lá quá mọi người ơi. Oh no. Happy ơi, Happy ra ngoài đợi Lá đây. Bạn đã đời. Ok mọi người, bây giờ Happy với Lá sẽ gọi là chinh phục lại cái chỗ này nha. Lấy được lại cái nhẹ hơn nè. Nãy quên chiều cho Happy một cái nhẹ hơn. Nhẹ hơn cái quyệt lửa á. Ờ, ghê hả? Lấy lượm được. Đốt đi, đốt cái cửa đi, đốt cái cửa đi. Vì biết Lá lượm được bao nhiêu cái quyệt lửa không? 4 cái lượm á. Đâu Lá lượm được nhiều lắm. Lá đếm rồi. 1, 2, 3, 4. Ôi Lá bốc phép quá mọi người. 4 cái nha, không giỡn đâu. Đâu hay Lá cầm 1 cái à. 1 nè. 2 nè. 3. 4. Thôi cho Lá đóng lại xong Lá mở ra mọi người. Lá đóng xong Lá mở ra. Lá có 4 cái thiệt mà. Lá đóng xong Lá mở ra. Lá đi lộn đường rồi kìa. Lá có 4 cái luôn nó thiệt. Lá đóng xong Lá mở ra đàn ơi. Thôi Lá nói thiệt á. Chắc không, chắc đi hồi. Chả hồi, hồi Happy thấy không, Lá không có Happy mày găng cho Lá luôn. Lá có 4 cái rồi, nói Happy tình không? Không có thì mình thoát ra vô lại đi, Lá sẽ cho Happy xem. Thôi chưa vô tủ đi. Đâu rồi con đó rồi. Con nó kìa. Nó bay đi mất tiêu rồi. Đây nè. Ở phòng 12 đúng không ta? 12, 13 nè. Ê đi nhanh quá à. Cái phòng này nhanh lắm luôn. Đây đó. Cái phòng này nhìn nó cứ ít ít sao ấy. Ờ đúng rồi, nó không có gì hết á. Chủ yếu nó đúng để cho là những cái cửa thôi. Là những cái cửa này nè. Hồi nãy giờ Happy đợi Happy ủa lộn, nãy giờ Happy đợi Lá mà không găng luôn. Thì Lá đang lấy Happy quay vòng vòng á. Nhìn cái mặt Lá, ngước mặt lên coi. Happy nhìn cái mặt Lá coi. Happy không biết chim ngữ sự step. Bạn Lá mày găng cái gì vậy? Không. Chắc cái này là bạn hồi kiếp trước của Lá nè mấy bạn. Không phải đâu. Sao chắc không, chứ không phải không. Phép thôi nha. Không phải đâu. Happy không biết gì đó. Để đi thay đổi nó đi mày gan. Hello, rồi đóng cửa lại luôn. Đùng. Lá thì mở cửa đi Lá. Mở cửa cho Happy, hồi nãy Happy mở cửa. Ủa Lá đâu có chìa khóa. Lá đang cầm cái chè gì kìa. Lá bốc phi đó thôi. Ủa quên luôn á. Mọi người ơi, Lá đợi cái, Lá cầm cái cái làm cá. Ủa lộn, Lá cầm cái chìa khóa lên. Lá nói Happy, ủa gì Lá không có cái chìa khóa Happy ơi. Ê, vô đi vô đi. Mất đó. Té chết luôn rồi. Rồi xong luôn mọi người, Happy té chết luôn rồi. Mọi người Happy bước rồi. Giờ Lá Happy còn sống. Lấy hết, lấy hết bật lửa Lá luôn. Ủa Lá lụm được hả? À lỗi Happy lụm hả?
Ừ, lấy hết phần nửa lá luôn. Thì lá luôn, thì đó lá, thì bị lùm được bao nhiêu cái? Một cái à. Gì kỳ à. Giận á, chứ sao 4 cái giận á. Nó thấy không, lá cơ 4 cái rõ ràng. Thì bị lòi heo lá đi rồi lá. Lá rồi à. Nè, lá nhảy xuống một cái đùng. Trời ơi, nó bay vòng vòng. Cái con nó bay vòng vòng, nó thấy không? Em mới nhìn cái mặt của nó. Sao nó bay luôn kìa. Ôi giờ mắc cười quá à. Ôi nó bị lỗi hay gì vậy? Nó bay lên trời luôn kìa. Thấy ghê, nhìn khuyết tật quá à. Em thấy ghê quá nó ơi. Nhìn giống bạn lá quá à. Không, nó làm gì ta? Một người bạn không quen biết. Người bạn không quen biết. Dạ kìa. Đúng nhờ. Dạ vào cái mơ bồ này bà. Bà à. À. Ồ hài gió. Thôi từ từ, ở đây thêm một quyển nữa. Ủa Alisa lấy hâu. Ủa con nó bay đâu rồi lá? Hả? Con nó bay đâu mất tiêu vậy? Lá không biết nữa. Kìa kìa, trời sao nó bay lên trời luôn à. Ồ đúng kiểu là đò bị lỗi. Đò đò bị bạn lỗi luôn mọi người. nhìn nó rất là sâu mắc cười. Show not bình thường. Đẹp xinh hãy bình thường. Nè đọc cho Happy đi. Say đắm trong lần đầu. Cho Happy đọc thớ cho Happy nè. Sẽ đọc có đi xem đâu. hình tam giác là ba. Hình thôi im im lặng đi. Số 2 là 1, 2. Còn cái hình là hình tấm giấy số 3. 1, 2, 3. Còn cái hình này phải không ta? Ơ bị thiếu kìa. Thiếu. Thiếu là mình 1, 2, 3, 4, 5, 6 bị... Ôi em đi, 7 quyển lận em đi. Thay vì bị thiếu 2 cái. Ôi bị thiếu 1 à. 2 lận, thiếu hình vuông nữa. Ờ trời ơi lá quên, lá bị lãng trí rồi. Còn lá bao mất tiêu rồi. Giỡn với mấy bạn tí thôi, chứ nãy giờ hay bị hát á. Oh my god, lá sẽ đi đi báo Roblox là Happy đã. Giỡn với Happy sẽ làm gì scan đúng không mọi người. Ồ đúng rồi. Ồ từ từ để Happy đếm coi 2, 4. Cái gì từ từ 2, 4, 6, 7. Ờ 7 đủ rồi, quên nhầm. Ủa sao không có hình vuông? Không có hình vuông lá. Sao ơi? Giờ Happy có mấy cái rồi? Từ đây Happy ghi số 5 cái. Có 7 cái là đủ rồi mà. Bị thiếu hình vuông. Không đủ rồi mà. Thiếu hình vuông hay không? Happy nói rồi, Happy bị thiếu hình vuông. Lá cũng không biết mà. Ôi giời, chết tiệt. Mọi người có thấy không? Happy bị mù, Happy không thấy đường. Xin lỗi. Tội nghiệp Happy, tội nghiệp Happy. Happy bị scared. Mọi người thôi. Hãy quyên góp tiền cho Happy chứ. Thôi giờ lẽ lá hát một bài cho Happy giải trí căng thẳng. Rồi tay gối đầu lên chân, chân gối đầu lên tay. Cái bài đi của Happy nha. Thì lá hát cho Happy giải tỏa căng thẳng. Nhìn kìa. Chân gối đầu dậy, lên tay. Cô giải tỏa căng thẳng nổi không? Đâu có ngồi được. Thằng bên đất này. Anh kìa. Chân gối đầu lên tay. Tay gối đầu lên chân. Tay gối đầu lên chân. Chân gối đầu lên tay. 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 Hát gì bà nội? Ê đủ rồi. Nó bị hiếu hay gì á trời. Nó bị hiếu đó ơi. Lâu không biết làm gì hết luôn á. Giờ em bị là em sẽ không chuyết phục được rồi. Đau bụng quá à. Bây giờ Happy muốn đi về nhà quá mọi người. Đau bụng quá muốn đi. Muốn đi ẻ. Happy không chinh phục được. Đúng rồi, buồn quá à. Happy đang muốn gọi lên. Chân gối đầu lên tay. Tay gối đầu lên chân. Chân gối đầu lên tay gối chân. Chân gối đầu lên chân. Dạ trời. Ba cạnh góc vuông ở góc nam. Hai góc nam ở góc vuông. Happy không biết Happy đang nói gì hết á. Còn với Happy.
ốm này. Nam sơ sơ thể ê tuyến tuyến không có giờ, giờ lát là còn sống là lấy xe đi phụ hay bi rồi. Lấy đi phụ thôi là con lá bay mất tiêu rồi. Mới có chỗ 30 thôi mà nó đã co cho cái này rồi đúng không lát? Đúng rồi, bình thường 50 mà. Ừ. Nè nè trời ơi, nó có rồi nè Nam ơi, Di Đà Phật. Vui quá. Trời ơi, mừng quá. Pikachu, Pikachu. Mừng quá. Ủa lộn. Mừng quá. Lộn xin lỗi. Từ từ. Nè, số số 2 hình vuông là số 5 nè. Nè, 4, 5. Và cái số 6 ở đây là mình sẽ đổi lại là cái này là số 5. 5. Ủa gì vậy? Từ từ để Heavy đổi hết lại số 0 cái. Số đầu tiên là cái hình này, hình này là số 2 nè. Rồi cái hình tiếp theo là hình tam giác là số 3. Trời ơi số 3 đó ơi. Hình tam giác là số 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 mất. Rồi số. Rồi số 5 đi nữa. Số. Rồi xong luôn lá ơi mở. Ủa lá được trời lộn. Heavy được chưa? Chưa buồn quá mọi người ơi. Ngày hôm nay Heavy với lá không có chinh phục được cái tình đôi này, mệt quá. Buồn quá đâu rồi lá. Cho Heavy giải tỏa. Lá lá Heavy lại cái chỗ của lá đi. Heavy phải đi giải tỏa căng thẳng. Lá ơi Heavy rất là nhớ lá luôn. Và lá chừng lá. Và mọi người ơi, ngày hôm nay Heavy với lá không có chinh phục được cái đôi đo này. Với con này nó chưa có đầu lên tay rồi, rất là tội nghiệp đó. Và thôi với bạn ơi, ngày hôm nay Heavy với lá sẽ xin kết thúc tại đây nha. Và bye bye các bạn, chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Chơi đồ đo tiếp nữa nha mọi người. Nhưng mà đồ đo này thì đồ đo phiên bản phách nha. Thì để Heavy với lá vô coi nó khác chỗ nào nha. Kawaii. Kawaii. À, đồ đo press kawaii. Tức là đồ đo này dễ thương. Đồ đo nhưng mà nó sẽ là nhẹ nhàng tình cảm, nó dễ thương á. Nè, nó có một chế độ chơi 2 người, 4 người luôn. Ủa này tới 12 người giữ cái lá đi. Ủa? Vô. Đi vô lá. Vô 12 người. Mà nó nhiều người quá vậy. Lá đừng có ra nha. Ừ. Ê 6 người rồi nè. 5 người. Giờ ai muốn đi ra làm gì. Ok mọi người ơi, bây giờ thì bây giờ lá đã vô được cái Rajosh. Ê lá ơi nhìn nè, đó đi cái tủ nó. Nhìn nè, nhìn cái tủ nè. Nhìn cái tủ nè. Lá đi lên đây đó ơi. Đi heo hay bi này, đừng có đi heo ai hết á. Nó lại cái tủ lên cái này đi. Nhìn lá cũng bự cái tủ á. Thôi đi hồi mai với. Ê nhấn chuông. Ê cái gì vậy? Ê con mèo dữ luôn hả? Ê nó dịch chuyển mình qua đây. Ôi con khó luôn. Lá ơi cái con này nè, nó khác mà nó dễ thương hơn. Nó khác cái đồ đo luôn á. Với lại nó dễ thương hơn nè. Với lại mấy cái hình này nó dễ thương hơn luôn á. Với lại mấy cái con mà tụi nó hay đu mình ở đằng sau. Và tối á nó nhìn nó dễ thương hơn. Ôi nhà nó dễ thương quá à, nó thích quá. Ủa cao bơ y mà. Nhà nó rất là nhẹ nhàng tình cảm. Không hề. Nhưng mà nó rất là lát luôn á Heavy. Heavy đâu phải lát đâu, Heavy thấy nó rất là mát. Đẹp quá à. Cao bơ y. Thôi đừng nói Heavy lại. Trời ơi trời. Rồi rốt cuộc là đi đường nào. Nó số này số 10 nè. Nhờn quá, bạn nó nhờn quá. Tại nhiên số chính rồi số 11. Bạn nó nhờn quá. Con bạch tuộc kìa. Con bạch tuộc. Một chiêu. Bụng chê. Á. Á chết. Ố hồn quá hay bây. Ủa. Con lá trong đó. Á. Thôi thì bị vô kịp đó thôi. Lá vô từ hồi nào quá rồi. Nhưng mà hơi bị vô kịp. Đi nè trời ơi. Mấy mụ. Ủa. Ủa ai có cái đèn pin vậy? Ôi chơi không dám mở cửa giùm luôn trời. Thôi đi lên kia. Chắc tụi giờ lá ở đây lá đợi nha. Không đi tìm chung với hai bầy. Ê ở đây cái tủ này nó cũng khác. Nhìn nó dễ thương hơn, nó có chút xíu luôn á. Như lại trong bóng tối thì nó cũng dễ thương nữa. Nhìn nó nhỏ nhỏ nhưng mà kiểu nó vẫn thấy đồ nha mọi người. Không có giống mấy cái kia. Mấy kia dầu là tối hùi lắm mù luôn. Ê đi ở đây nè, có rồi nè. Ok vô bạn kia. À, vẫn mở nữa. Ồ mình có tới 5 người mà mất đi một bạn rồi. Oh no. Oh. Oh no mất tủ. Trời ơi.
rồi happy rồi. Rồi xong đó La có coi được happy không vậy? Không. Nó nghiệp láo à mọi người ơi. Nó coi được nè. Đâu? Ơi, hết hồn. Nó không tìm được cái tủ luôn á. Esa vắt xanh á. Nó không tìm được cái tủ, nhiều tủ lắm, lá mà đi qua cái cửa kia lá mở được. Đây. Rồi xong, chỗ này nó nhiều tủ nè. Chơi nhiều người hơi dằn vào tủ á. Mở nhanh đi trời ơi, khó chịu quá, cảm ơn chìa khóa hoài mà không dám đi. Sao cái bạn này được nhiều chìa khóa quá à, trúng cái tủ đi ơi. Không, có một chìa khóa thôi đó. Ờ, cái con mà nó dí mình đó nó cũng dễ thương thôi. Tại vì cái này là do kawaii mà mọi người. Rồi ra đi em ơi. Dễ thương luôn á. Ờ, bên đây. Ờ, ôi đời. Ok mọi người ơi, thì hai bé cái phòng này nó cũng y chang vậy thôi chứ cũng khác gì đâu. Cái này dễ thương quá nè. Dễ thương nha hai bé. Ê! Nó tắt hoài. Ha, dành tẩu liền xoài. Cho bớt khâu ơi. Đấy nó qua chưa vậy? Rồi ra đi em ơi. Cái này là cái gì đây? Cái mục cái này. Trời ơi, cầm chìa khóa em không dám mở luôn á. Tức thì chứ, biết gì nãy Happy đi cầm chìa khóa. Không có mở được đâu. Ôi, bạn kia bay mất tiêu rồi. Ôi, bạn kia ngõm rồi. Ê, không dám để cái gì. Ê, La biết cái bạn chỗ bạn nó ngõm đâu không? La con không biết nữa. Nó chỉ xem được Happy à. Ở bên đây, chạy vào bên đây. Cái sầm chạy. Ê, trong cái cửa này có gì nè. Ê, mất máu nha La. Ừ, nó không biết nha. Còn có đúng một máu luôn á. Bạn sao hả? Giờ bạn sao? Trời, em có chịu quá thôi, đột quỵ luôn. Nhanh đi, ừ đúng rồi, đi cửa đó đó. Mở ra đi. Ờ, á, dồ, dồ. Nghe cái tiếng nó mắc cười quá à. Tiếng gì ạ? Tiếng hát quá à. Tiếng gì, tiếng hát hoài. Là nó nghe nữa. Để Happy đi trước, chờ mẹ nó đi sao. Happy đi. Đi cầm chìa khóa mà cũng không dám chuẩn đầu nữa. À! Con mắt kìa lá. Rồi ghê quá. Rồi ghê, nhưng mà Happy cũng không nhìn vô. Nó nhìn vô cái là mù loà luôn á. Ok hơn. Hơn quá, không nhìn được. Ok, biết mất tiêu rồi. Nó nhìn nó. Tại vì giờ nó nhìn nó. Hàng chính nè. Hàng chính sẽ like cho anh em nha. Thôi. Yêu tổ nè. Con nhé cưng. Rồi đi ra đi em ơi. Trời nó chưa ra nè. It's so much sun này. Ok đây bây giờ đúng rồi. Bùm bùm. Ôi tối quá ghê quá, bạn này đi trước đi. Thầy chắc không đi. Ê, đúng rồi. Đi nè. Đó thấy không, khôn quá à, đi trước mà không biết đường. Bạn nó không biết đường vậy trời. Ừ, nó chỉ nhảy đậu người ta hoài luôn. Vậy mà cũng đi vòng vòng cái cửa ngay đây. Đừng cứ bạn đi. Ai dư không à. Cái con này nó gì? Ủa, sao đã thấy nè. Dễ thương quá à. Không có thấy được cái gì quá. Ôi, còn dễ thương quá à. Em đi lại với nó đi. Tại La bị mù á. Không, nó không thấy đâu. Tại La không thấy, La ngỡm mà mà. Vì sao La thấy được. Nó dễ thương quá trời, nó khác với cái con mà mình bị bắt á. So cute. Nghe bị nó lắm à. Nó dễ thương cực kỳ luôn. Ok, cuối cùng cũng đi bình thường nữa. Happy sẽ đi đường tắt. Lít. Ờ, hai ba chạy thì bởi vậy nó có chữ đo bớt kawaii đúng không? Kawaii là của ti à? Là bóng thì bóng. Bóng ti qua mày 5 năm á thành bóng thì bóng. Bóng mịt bóng á. Bóng thì bóng rồi gì nhanh không? Bóng mịt bóng. Bóng thì bóng. Đây này nè. Bóng thì bóng. Bóng thì bóng. Trời em biết sao em đi đứng tim vậy? À, bạn đó lấy chìa khóa. Nhai quá à, bạn này lâu vậy. Là 46. 47 đúng không? 47. 47 quên.
sắp tới 25 like rồi. Ai rồi rồi 47 kênh kênh hãy sắp like cho anh em nha. Bảy mươi tên lưu sức trả lên nha. Ủa 20 chưa có tới. Nó không có giống cái phiên bản riêng mọi người nữa. 20 đã nói nè. Ta nghe nó. À dữ quá. Giờ em đi bay hả? Em đi có bay đâu. Nãy em đi bay luôn đó. Ê hả, cái con này nó khác thôi mà nhìn nó dễ thương. Không có sợ. Ô, nó đẹp vậy hả? Muốn nhìn nó hoài luôn á. Ok, block 1 là cái gì? Này là mình phải đi tìm. Đây. Nhìn okay. cái con nó dễ thương quá. Block 2 rồi nè. 3, 4 rồi nè, 4. 4 rồi nha lá ơi. Oh my god. 5 rồi, 5 rồi nè. Là lá sẽ 70 tay lên xin chào anh em nhé. Tèo 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 tèo. Số 5 rồi nè. Ê. Số 5 tiếp theo là cái gì? Bơi. Đừng hát rồi, đau đầu. Số 5. Lần này cũng không có. Ê, ngô có hết. Ồ, bằng cách nào chúng ta có thể mở cái ổ khóa hết hồn. Trời ơi, ba bi hoài. À, cái này mình chỉ tìm số, hãy lá vui dữ trời. Ủa, lá tưởng tìm chìa khóa chứ. Ồ, tìm chìa khóa đâu ra, cái này mình đi tìm số vậy thôi á, hết số là nó mở hay gì á. À. Chứ nó hay bị còn đút máu luôn á, xong các bạn cứ nhận. Ồ. Vì những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.